Các bạn ơi, tất cả loài vật sinh ra đời đều ở trong nước. Con người cũng không ngoại lệ. Sống 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là đã ở trong nước rồi đúng không? Vậy con người thở bằng gì trong nước vậy ta? Bằng rốn hả? Hay bằng ruột non? Giờ chưa phải lúc để Tiêu tiết lộ nhiều bí mật về người cá cho bạn biết. Nhưng muốn nhắc cho các bạn nhớ lại nguồn gốc chúng ta đều từ đâu đến. Đó chính là nước, là đại dương. Biển cho chúng ta sự sống. Nếu chúng ta không biết yêu quý bảo vệ biển thì đã tự phá hoại cuộc sống của mình và vạn vật trên hành tinh này. Chỉ khi nào là người cố gắng luyện tập bơi lội, vượt qua các giới hạn của bản thân, sẽ được tiến hóa thành người cá thật sự, sẽ nín thở lâu trong nước, không bị mất thân nhiệt khi bơi, có được sức khỏe dẻo dai chống lại mọi bệnh tật, và có trí tuệ phát triển đến mức nghe được âm thanh nhỏ nhất, thấy được những vật xa nhất. Nói chung là trở thành người cá thì không có gì bạn không thể làm được, trừ khi bị cản duyên. Có thể nói là bạn sẽ biết tất cả luôn ấy chứ. Nếu bạn muốn học cái gì cũng nhanh hơn người thường, chơi cái gì cũng trội hơn người ta. Kiểu của người cá là vậy đó. Còn sức khỏe lúc nào cũng dư thừa. Người ta làm một chút là bệnh, còn mình cứ làm hoài làm mãi cho đến khi thành công thì thôi. Nhưng mình không hề mệt luôn. Lì như rái cá, không biết đuối sức lao lực là gì cả. Bạn còn có thể hấp thụ năng lượng từ vũ trụ nữa ấy chứ. Trở thành người cá bạn mới thấy được mình tuyệt thế nào, hiểu rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình. Không cần phải tranh giành quyền lợi gì cả. Tự mình đã có đủ rồi. Muốn là được liền. Nhưng phải thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên, động vật, môi trường biển và hòa bình thế giới. Nếu làm người cá mà bạn không chịu thực hiện sứ mệnh của mình thì sẽ mất tất cả. Còn làm thì sẽ có tất cả. Vậy bạn sẽ chọn làm hay không làm đây?